Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Chuyện của những người sống ở nghĩa địa, đến ngủ không thắp hương sẽ bị vong theo. Xưa nay, nghĩa địa được xem là chốn âm u đầy tử khí. Ít ai nghĩ rằng đây là nơi tạo công ăn chuyện làm, nuôi sống nhiều hộ dân chuyên sống bằng nghề mua bán kinh doanh nước giải khát ở ngay cạnh những ngôi mộ, hoặc tìm kiếm chén cơm manh áo từ nghề lấy cút thuê. Nghĩa địa Triều Châu tọa lạc tại phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Bà thợ bán nước ở khu vực nghĩa địa Triều Châu cho biết, bà sống ở đây đã hơn 50 năm. Ngày trước, bà che chòi bán nước và sinh sống ở ngay cạnh những ngôi mộ trong nghĩa địa. Hiện nay, do tình hình trộm cắp nhiều, nên bà đã thuê trọ sống cùng chồng để cất giữ đồ đạc cho an toàn. Thực ra, số đồ đạc này chỉ là chiếc xe đẩy, vài ba cái ly, dăm chai nước ngọt để bà bán cho khách đi đường. Bà bán nước kiếm từng đồng lẻ để trang trải cho cuộc sống của hai vợ chồng già. Chúng tôi hỏi, ở đây mồ mả nhiều mà bà ở đây dựng chòi như vậy mà không sợ sao? Sống đâu quen đó, bây giờ cầu mà được người ta cho mình ở. Ở nơi mua bán kiếm sống mà không phải lo trả tiền thuê mặt bằng là mừng rồi. Đáng lý ra người ta không cho mình ở đâu, bà thờ nói. Theo bà thờ, người quản lý nơi bà đang mua bán, thương gia cảnh của vợ chồng già khó khăn, nên cho vợ chồng bà dựng chòi tạm để bán nước cho khách đi đường. Việc buôn bán sinh sống ở nghĩa địa của bà cũng tạm ổn, nhưng do ít vốn, hàng hóa bày bán không được nhiều nên tiền lời kiếm được rất hạn chế. Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực này xưa kia rất hoang sơ, lâu sậy mọc tùm. Thời đó, những ngôi mộ ở đây chỉ đắp đất chứ không được xây dựng bằng gạch đá khang trang như bây giờ. Sau khi kinh tế khấm khá, nhiều gia đình đã trở về xây dựng lại mộ phần cho người thân. Hồi đó, dân cư chưa tập trung đông đúc, xe cộ không tấp nập như bây giờ, thì tôi có sợ, vì hoang vắng, mồ mả bằng đất nên u ám lắm. Dù sợ, nhưng cũng bấm bụng sống, vì nếu không ở đây thì biết ở đâu. Còn bây giờ, mồ mả khang trang hết rồi, người qua lại tấp nập thì còn gì mà sợ nữa, bà thờ chia sẻ. Bà thờ chia sẻ, bà luôn có niềm tin tuyệt đối vào người cõi âm. Với bà, những yếu tố tâm linh luôn tồn tại trong tiềm thức. Nhiều người khi ngủ ở đây thường mơ thấy những điều ma mị huyễn hoặc. Thậm chí, có người mê lô đề còn tìm đến những ngôi mộ để xin số. Chủ yếu họ cầu lén mà thôi, họ cứ đến ngôi mộ nào đó cầu. Người khác cũng đâu biết đó là mộ của ai, nên cứ nghĩ là người thân đến cúng kiến bình thường thôi. Người phụ nữ sống ở nghĩa địa nói. Quê bà tận miệt Vĩnh Long. Vào thời chiến tranh loạn lạc, gia đình bà chạy dạt xuống Cà Mau vào tận rừng sâu ở huyện Nam Căn để sinh sống. Rồi không bao lâu sau, gia đình bà lại phải chạy dạt từ huyện Nam Căn lên thành phố Cà Mau. Khi đến một ngôi miếu ở khu vực nghĩa địa này thì trời tối nên gia đình bà kéo vào chỗ người trông nom ngôi miếu để ngủ nhờ mà không thắp hương xin phép. Khi đang ngủ, gia đình bà thờ mơ thấy những vong hồn đuổi đi không cho tá túc. Đang ngủ, tôi nghe có nhiều người thúc giục gọi dậy, hỏi ở đâu đến đây ngủ. Tôi cứ nghĩ mình đang chiêm bao nên tiếp tục ngủ, nhưng họ lại lay dậy và đuổi tiếp. Lúc ngủ, tôi trải chiếu trên bộ ván, nhưng khi các vong linh này đuổi thì họ đùa chiếu rơi xuống sàn, ghê vậy đó. Thế vậy, chị gái tôi sợ quá chạy ra nói với ba tôi. Sau đó, ba và người trong nom ngôi miếu ra thắp nhang vàng vái đại khái là chiến tranh loạn lạc nên xin ngủ nhờ, đừng quấy phá để an tâm sống qua ngày đoạn tháng. Từ đó đến nay đã gần 50 năm rồi, chẳng ai đuổi nữa, bà thờ kể. Theo nhiều người ở đây, ngày xưa khi ngủ trưa ở khu vực này, họ thường mơ thấy người cõi âm đến đánh thức, chọc phá hoặc xin ăn. Có người còn hoài nghi rất có thể giữa người sống và người đã khuất có một yếu tố tâm linh nào đó mà vương vấn với nhau, cho nhìn thấy nhau hoặc chia sẻ khẩn cầu một điều gì đó nhằm giúp cho người cõi dương có cuộc sống sung túc ổn định hơn.
Cũng từ những lời khẩn cầu thành hiện thực đó, người trần thế có thể chăm sóc người cõi âm bằng những việc làm như là thắp hương cúng kiếng cho người đã khuất dưới suối vàng được an yên đầm ấm. Ngày xưa, chuyện vong hồn người đã khuất tìm đến mình trong giấc ngủ là chuyện bình thường. Thậm chí, họ còn cho mình biết trước được những sự việc mà sau mình sẽ gặp phải. Linh dữ lắm, còn bây giờ tiếng xe cộ đèn đuốc thắp sáng, dòng người đông đúc. Bên cạnh đó, những hộ giàu có rủng rỉnh tiền của nên họ thuê mướn thầy cúng khấn vái siêu độ cho người thân của mình, thì người cõi âm dường như sợ hoặc không đến nên ít khi báo mộng cho mình lắm. Không như ngày xưa nữa, một người đàn ông sống ở khu vực nghĩa địa chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!